Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tại màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Bé Xuân Mai đình đám năm nào tiết lộ lý do sinh ba con liên tiếp trong vòng 5 năm trên đất Mỹ. Con cò bé Xuân Mai từng khuynh đảo thị trường âm nhạc những năm 90, hiện nay cô đã ổn định cuộc sống tại Mỹ cùng với chồng con và mẹ đẻ. Theo chia sẻ của Xuân Mai, dù đã có ba đứa con, khi nhìn lại ảnh hay nghĩ đến ngày bé Bin, con trai đầu lòng chào đời, cô vẫn rơi nước mắt. Cô cho biết mình quá hạnh phúc vì vẫn luôn mong muốn có một gia đình của riêng mình. Bé Bin sinh năm 2016, giờ đã rất ra dáng anh cả và thương hai em. Các em đòi gì, Bin cũng cho hết và không bao giờ tranh giành. Bé thứ hai tên là Bo và thì rất khó và kỹ tính. Còn cô công chúa tên là Nu, nay được 9 tháng tuổi, rất lém lĩnh. Ba đứa con lần lượt chào đời đã khiến cho Xuân Mai trở thành một người phụ nữ biết nhẫn nại và hy sinh nhiều hơn. Bên cạnh đó, cô ca sĩ Nhí ngày nào cũng cho biết may mắn không bị trầm cảm sau sinh trong cả ba lần sinh nở. Cô có mẹ và chồng phụ giúp việc chăm con nên không phải đối diện với bất kỳ áp lực gì về tinh thần, ngoại trừ việc hơi bị thiếu ngủ thời gian đầu khi con mới chào đời. Cuối năm nay, vợ chồng Xuân Mai sẽ kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Cô cho biết sinh con gần tuổi với hy vọng các bé sau này sẽ gần gũi nhau hơn. Thế vào đó, chuyện đưa đón các bé đi học sẽ dễ dàng cho bố mẹ hơn. Đối với cuộc sống hôn nhân của cô với chồng Việt Kiều, cô cũng hoàn toàn hạnh phúc khi có người chồng chu toàn, biết lo cho gia đình. Có những ngày, ông xã Xuân Mai sẵn sàng một mình trong ba đứa trẻ để vợ và mẹ đi chợ mà chẳng hề phàn nàn câu nào. Xuân Mai tên đầy đủ là Trương Hoàng Xuân Mai, sinh năm 1995 tại thành phố Hồ Chí Minh, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô đã bộc lộ tài năng âm nhạc ngay từ khi 2 tuổi và trở thành idol của các em bé cho đến tận ngày nay. Tuy nhiên, sau khi gia đình gặp biến cố lớn và bố mẹ phải ly hôn lúc Xuân Mai 7 tuổi, cô đã phải cùng mẹ ra nước ngoài bươn trải kiếm sống. Sau này, khi lớn lên, cô trở về Việt Nam với hy vọng nối tiếp con đường nghệ thuật. Còn dang dở thì khán giả lại phản ứng vô cùng gay gắt khi không chấp nhận hình ảnh một Xuân Mai đã lớn. Cuộc sống trái ngược của Xuân Mai, Xuân Nghi sau nhiều năm. Cùng là giọng ca nhí nổi tiếng thập niên 1990, nhưng Xuân Mai, Xuân Nghi có những ngã rẽ khác nhau. Hiện tại Xuân Mai rời xa showbiz, còn Xuân Nghi miệt mài với nghệ thuật. Cái tên Xuân Mai, Xuân Nghi không phải ngẫu nhiên mà luôn đi cùng nhau. Không đơn thuần là sự tương đồng với độ tuổi, cả hai có nhiều điểm chung, đặc biệt tuổi thơ nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Cả hai cô gái cũng là bạn bè thân thiết gắn bó với nhau suốt nhiều năm qua. Xuân Nghi từng nói cô không muốn âm nhạc thời thơ ấu ám hết cuộc đời. Cô đã và đang nỗ lực đưa mình thoát khỏi cái bóng bé Xuân Nghi. Nhưng điều ấy chẳng dễ dàng bởi hình ảnh bé Xuân Nghi cũng như bé Xuân Mai khắc sâu trong tâm trí công chúng Việt Nam, đặc biệt là thế hệ khán giả 9X. Thập niên 1990, họ là hai giọng ca nhí nổi tiếng. Xuân Mai sớm bộc lộ năng khiếu từ khi còn nhỏ. Xuất phát từ CD được gia đình thu âm làm kỷ niệm và dành tặng bạn bè, giọng ca sinh năm 1995 bất ngờ nổi tiếng. Năm 2 tuổi, cô đi biểu diễn phát hành album đầu tay Con Cò Bé Bé. Xuân Mai trở thành hiện tượng, thậm chí truyền thông gọi cô là thần đồng âm nhạc. Sự đáng yêu, lối trình diễn tự nhiên, giọng hát trong trẻo giúp giọng ca nhí càng nổi tiếng khi cô lên 5-6 tuổi. Gần như đi đâu cũng chỉ thấy giọng hát của Xuân Mai vang lên. So với Xuân Mai, sự nghiệp âm nhạc thuở nhỏ của Xuân Nghi chưa thực sự tỏa sáng bằng. Dù sinh sớm hơn Xuân Mai 1 năm, nhưng Xuân Nghi được coi là đàn em bởi đi hát muộn hơn. Dẫu vậy, giọng ca sinh năm 1994 để lại nhiều dấu ấn của riêng mình. Thậm chí đến giờ khán giả chưa quên hình ảnh bé Xuân Nghi năm nào. Xuân Nghi ra mắt album đầu tay mang tên Xuân Nghi tiếng hát thiên thần nhỏ khi tròn 9 tuổi. Từ năm 2005 đến năm 2010, cô phát hành 5 album cá nhân. Cho đến khi sang Mỹ định cư, Xuân Nghi và Xuân Mai có thời gian dài là ca sĩ nhí nổi tiếng nhất nhì thị trường âm nhạc Việt. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cả hai quyết định bỏ lại tất cả cùng gia đình sang Mỹ định cư. Xuân Mai tới Mỹ từ năm 7 tuổi vì muốn tập trung cho việc học. Năm 2009, cô có ý định trở lại Việt Nam, gây dựng sự nghiệp ca hát một lần nữa. Tuy nhiên, kế hoạch đó không thể thực hiện bởi ca sĩ nhí vướng lịch học. Kể từ đó, giọng ca sinh năm 1995 dành hầu hết thời gian cho việc học và gia đình. Hiện tại, giọng ca Con Cò Bé Bé có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và ba con nhỏ. Cô kết hôn năm 2016, sinh ba con trong 3 năm liên tiếp. Mái ấm gia đình là ưu tiên số 1 với tôi và tôi cảm thấy hạnh phúc khi thực hiện được nó. Gia đình ai cũng yêu thương và mong muốn tôi hạnh phúc nên đều ủng hộ lựa chọn của tôi. Tôi nghĩ trong cuộc sống luôn phải lựa chọn, một người không thể tham lam muốn có trong tay mọi thứ tốt đẹp và hoàn hảo cùng lúc được, Xuân Mai nói.
Ngoại hình của Xuân Mai hiện tại cũng có nhiều thay đổi, đông đảo khán giả bày tỏ rằng họ không thể nhận ra giọng ca nhí họ yêu mến ngày nào. Xuân Mai lúc này sở hữu ngoại hình tròn trịa và gương mặt có phần trưởng thành hơn so với tuổi 24. Tuy nhiên, với một cô gái rời xa showbiz như Xuân Mai, cô không bận tâm tới những gì dư luận nói về mình. Cô cho biết, tôi không hiểu vì sao mọi người cứ mong tôi nhỏ mãi, còn tôi chỉ mong mình lớn mau. Có lẽ khán giả quá quen thuộc với hình ảnh ngày nhỏ nên ít người chấp nhận tôi lúc lớn, càng không quen với ngoại hình hiện tại. Có chung xuất phát điểm nhưng mỗi giọng ca đang chọn cho mình hướng đi khác nhau. Trong những năm tháng định cư tại Mỹ, Xuân Nghi luôn ấp ủ việc trở lại với âm nhạc. Cô theo học khoa nhạc trường Đại học Nam California và từng gây chú ý nhờ ca khúc Hãy Nói, song ca của Đinh Mạnh Ninh. Sau một năm du học, tức năm 2011, Xuân Nghi trở về Việt Nam tham gia một số đêm nhạc trước khi trở lại Mỹ bắt đầu năm học mới. Mới đây, Xuân Nghi có sự trở lại âm nhạc sau gần 10 năm sang Mỹ định cư. MV Summer Night không còn hình bóng của một Xuân Nghi đáng yêu dễ thương ngày nào. Giọng ca sinh năm 1994 chọn phong cách trưởng thành, có chút gợi cảm, gương mặt xinh đẹp, sắc sảo, cùng mái tóc vàng cá tính, đánh dấu sự lột xác của ca sĩ nhí. Tôi muốn làm những sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân, đúng với đam mê của mình. Nhưng nếu đã chọn âm nhạc theo đam mê thì khó có sự đồng cảm với số đông, cô tâm sự. Summer Night đang có thành tích khá khiêm tốn so với mặt bằng chung V-pop. Điều đó cho thấy dù nhận được sự quan tâm từ danh tiếng ngày bé, nhưng Xuân Nghi gặp không ít khó khăn khi quyết định trở lại sau nhiều năm vắng bóng. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.